Những ngày này, Alá ngày đó, hiu bi trịnh văn quế, âm bòn một, sa tra vân dù, cân hòa thạch thành trà thanh hóa, gàm giá trà mơ bra pét cam bộ cào. Đỡ sân năm đó, cam vân dù tâm tàm thạch thành, nét tân gó đá nhá tàm trà, mơ ghế rớ trào cẩn xa. Năm nay, cam vân dù được mùa. Sau năm đó, cam vân dù ghế rớ play, giá rình rít, rít sau lâu mở ở lá play cam tay. Cam vân dù thì tôi thu đến mới bước sang năm thứ hai rồi. Thì một hát thì nó khoảng 400 triệu một hát. Như ngày xưa, cam vân du anh bà tầm ghế sau năm đỡ bà gợi, ghế bọn hàng triệu đồng tầm tôi lộ. Ngày giàu, ở lá ổn mỏ hè, tầm cam ghế bố bọn tốt bàm lộ. Ở đi ở lá sân năm rịp đò, cam vân du ghế tầm thạch thành, mà ủ bà hi bà xa nhằm gớt, bà rớt sân năm lại, tầm khả ít giả tầm thạch thành, nế ghế quảng cam, xa bậc cá, ghế trường rơ. Các nông trường quốc doanh trồng cam vân du ghế tú nông trường quốc doanh tam vân dù đơn tách tút là gà đồng âu mia gớ sớ hoàng cam mà lé rót mơ ghép bờ gần mơ hoàng chi luồng chi sơn cọ gớ sớ là chi tàu và khi cây mía không còn đem lại hiệu quả mơ chi tàu ở găm trẻ ngô rớ prá tay ghen cam vân dù ghé ắt bộ bòn tam đo xin là chi tam tờm đông cho bòn bớt tân gú rải kít. Bản thân là cái nông trường vân du trước kia đã có nông trường vân du lại đò nét tầm cam mơ chanh tút đò hay tam mua bà tầm chi hớ ghé dần rờ chào trầm gít cam vân du cập tút hay tách tầm được gần đây cho cặp gít bớ mà ai số mắt cam vân du tầm pal mơ bra tầm chi đò khi mà sản xuất ra sản phẩm để tiêu thụ. Chi cam vân du kis cham pran mia tam cam pal lơ nem bra tam gar đi gớt ir tầm chi rớn hà ít play mia ở gớt tầm chi ít play play tít chi cam vân du sùng cờn ghế đà tam patakis bơ hớ rớ hiệu tam cam tam thạch thành nay nắp đinh tó sơn tách tầm gơ tìm đà mơ sùng tờ đà tầm chi in mơ đi ghế tam gạt nem chi cam vân du kis dí rơ lâu mơ ở lá gạt chi cam đây có tuổi thọ cao hơn nhiều so với các giống cam khác. Cây cam vân du này thì là như cái hoàng cam vân du bị hoàng cam hiệu đò nét sau năm đớp quanh rau gờ trồng hà ra lâu mở á lá cam đầy tam hoàng cam cam vân du kis bơi chết bó tút bà chết sau năm mia cam vinh hà cam xà đoài mình bơi chết tút trên bà sau năm là gờ cra cam vinh hoặc cam xà đoài thì được khoảng 10 đến 12 năm là bị thoái hóa. Giống cam vân du có một số cái đặc tính rất là ưu việt, thứ nhất là quả to đồng cam vân du gờ ghế á lá và ta niam ra lâu đớt đù là play đờn rình hà đờn gờ ít tô xa anh ngày gờ bó mộ tía tam thạch thành ghen nông trường vân du chào nấy lớn nhằm bó tam bớ bị hớ mà gờ nấy chèn sổ mắt ở là ít ở nít bòn. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện đề án sau năm bà bộ chức rầu Ủy ban Nhân dân cân hòa Thạch Thành mơ Sở Khoa học Công nghệ trà Thanh Hóa và mơ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lớp rát vân sập gar vân du mơ sách tầm chi nam gớt ở tu sa gần vân tập hiệu vi Nguyễn Anh Thâu là dù tạm lá hiệu bớt trầm tam gạt cam vân du tam cân hòa Thạch Thành trà Thanh Hóa tút đò chi cam vân du ghét sách lá hiệu khoa học vân sập tút đò hiệu vi nếp ở đường ổ tam pram lộ cam vân du ba ghế vân sợp đồ lộ gợi mia nét tân gó bà ta niam gợi đi chào nét ghép mắt vân du tam chi tầm bùng tốt sau năm thứ bà là ghép play mơ play bậc cá bị bớt trầm cam vân du ghé trần rơ tầm trà Thanh Hóa alas năm lại đò gờ ghép bà ta cần xa rớ vỡ mà ghép tầm tràn alas năm rịp đò bàl mơ bró lớp bàn bró tâm chi tầm Thanh Hóa chào nét tam muôn cam vân du mơ cập tút tú tò chào nét ghế bà gar chi niam cân hòa Thạch Thành nét bần diền tâm tầm chất lộ cam vân du bớ trơm cam vân du gờ ghế rớ play play xa bờ cá mơ ghế đra cần bờ ni làm cái nhãn hiệu cam vân du cha nét bần giàu cân hòa in sổ mắt cam vân du tú tò alasrap bờ ar cân hòa cung nét lơ gớt gam tong pol yal tân gít trên nào niam xin tỏ gà cam vân du đó là đồ bà ta đơn prap pro niam tam pro tam chi cam bơ tò đỡ bà tay là yal thì hòm số mắt cam vân du cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiến hành rà soát, điều tra thổ nhưỡng và lập quy hoạch vùng trồng cây ăn quả của huyện
khoảng 900 hectare. Trong đó, hình thành vùng chuyên canh cây có múi công nghệ cao với diện tích 180 hectare. Nông trại trồng cây có múi ứng dụng công nghệ cao với diện tích. Lớp chất bà tàm bà lô, vô lần nhằm bà lô xa tầm cân hòa, tầm xa năm bà bộ chất bào, Ủy ban Nhân dân cân hòa Thạch Thành, Palmer, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nét xin nguồn khả ụ đạ, mơ trả tầm chi xa play tầm đò, mơ khả xin ràng lộ, tầm hơn đế ghế anh ý mình tầm play ghế hiệu, dắt bà tà nhằm bà là đủ hàng phạm chất lộ. Anh ấy tâm chi sạp lầy, chất và tà nhằm bà, bà mơ khả pram chếp rau lộ, ghế bi Nguyễn Văn Trung, lớp bớt xa nằm bà vô chất rau, ghế bằng thấp lớp nhằm mơ tầm bà lớp bà anh ấy tâm cam mơ vùng ít. Thứ hai nữa là làm thế nào mà để đạt được cái tiêu chuẩn Carbogap, chúng tôi cũng đã ý thức được điều đấy ngay từ ban đầu. Công ty cũng nế, giả lơ nhằm bóa tầm trì càm, đừng kỳ in nhằm tầm bà mỡ nít bồn kít, đỡ bà ra lơ bì lây đừng kỳ in đi khả nhằm Globas, gáp bơ hớ mà bồ hì nế xin, lơ nhằm bơ trơm. Rồi chăng ghít lơ nông nghiệp hữu cơ, đừng bóa ghế bần gáp, cân hấp, ghen tân bớ tú lơ bóa tầm trì sạp lầy, ghế tầm cân hòa Thạch Thành, vì Nguyễn Văn Trung đến lời Pramrapo lã sụ, đừng lơ bà hiệu, ròn răng bà hì, đừng lơ phân hữu cơ. Bớ bóa ròn răng bà hì lơ phần, cập sân năm hiệu vi trùng, ghế lau bè rô bô tấn phân răng, mơ ghế bà chết tấn, si răng quế. Phân răng quế, lú lơ, ghen ân tầm trì gơ nèm gớt. Răn ghép bật lũ mơ còn hai chi ai đã biệt răn đường bồm tầm tú tầm chi tầm ròn còn răn đo ghép chào dài và to rá ròn bớ mà bò li ghép hạ phần nhằm đường ân tầm chi in bớ pe tút phần hay là hay ghép phần ân bớ ghép ân phần hữu cơ gơ nhằm gớt ghen bộ lá pa sâm thớp bà ghép lầy mía tuần lộ cam hiệu vị chung ghép răm chất tấn lầy cập ghép mình pot hàng triệu đồng tầm tuần lộ ta kinh hớ ghép bà tài dài bà to với lá trầu kỹ sư nông nghiệp nông trại tầm tầm chi ghép hiệu vị chung thì cầm rớt linh bà lá bà ta bà tầm gà bà lơ chi cam mờ chi bùng bên trình bờ cao mòn lầy ít tầm bà đi túi giờ ghép lầy ghép hạp chi sập lầy bờ cát rình bà chúng tôi đi theo cái hướng khác đó là canh tác theo hướng hữu cơ sinh học chúng tôi tính toán là trong các cái giai đoạn của cây thì chúng tôi biết được tam tốt từ ngày rịp đỏ ala inin đầy cùng ghế bà ta tầm bần đăng tầm thậm chí sập lầy bò hì cùng lơ chất gùng đầy hơn là lơ chất hữu cơ sinh học bò hì ghế bà ta tri bia ní nền từng lớp ghi in em tam tú toa là gạt nhằm pa tú đỏ hay pa lơ chất gùng nhằm pa bò hì nét lơ bớ tú tó đà tút ân phân sơn âm dơ á lá drum chất cùng nèm pa đừng tâm chi kít chăm prà nèm gớt sơ rớp lầy bớ mà ghé chồng nà rít cứ tùy đớt bớ bró lớ rình bà bàn tú áp bộ bró tầm Thạch Thành nét tông bà tà nèm lỡ sơ lau chứa đừng á lá xá chầu hiệu bró ghé tật gùm ủ tía bần đắp lơ bró chất cùng nèm pa mơ bà ná tầm chi đớt bà mơ bró tầm chi sập lầy đớt ít bơ hớ rụp rài bra lơ xa bọn âm tầm đò ghế rớ bà ta tầm bà gần bra lơ tầm gần gùng tầm chi che tầm bà nét tầm chích yên bòn tân mộ bơ quan phép hàm chếp hàm bà nát giang khả hiệu rồi bác tầm cập xa năm liên khả cần tân mộ bè bà nát giang cập xa năm mà cần hỏi nét tờ lít trên địa bàn thị trấn Vân Du hiện tại là có 27 doanh nghiệp tầm sát rạn vần dù tú đò ghé bà chích bó hiệu bóa tầm hớ ghé chích trăm hiệu bóa lơ mơ khả rớ là tầm bà lộ tân gú hiệu bóa tầm rớ lau chớ là trăm chích hàm lộ tố mà tầm chỉ cam ghen cập đu hiệu đu sơ năm ghé ra lau chết tỷ đồng hớ là trồn hà đờ ngành mơ yun tân gú rải kít châu làng bòl châu làng bòl nế tật dích ủ tật dích con xá đần lớp bà bộ lớp bóa xa văn chất lớp bóa mở ủy ban nhân trà tới lịch Alapata bóa đồng cờ bàn tầm bóa lớp xa đơn châu lòng bòl Alap bòn âm tật gùm lớp bàn bóa tâm tầm chi sập lầy mơ chi ghế hiệu đất ít hỏi già Alap hiệu ghế bóa bần thấp tâm Alap tầm chi sập lầy đò mơ bò hì găm ghế bà ta cờn tâm bàn rớ nhằm đơn cứ tuổi tách tút Alap lờ gần đầy đừng cứ tùy vào chùa tân rớt khả bà trình tập ghế cập hoa đăng đục hạ ủ tía ở mình tầm Thạch Thành đất ít mà tầm trả Thanh Hóa đất bà đối với địa bàn của Thạch Thành nói riêng và toàn tỉnh Thanh Hóa nói chung
đến huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vào những ngày này là một màu vàng của những vườn cam đang vào mùa thu hoạch. Cùng với việc khôi phục lại giống cam Vân Du bản địa của huyện Thạch Thành mà tên tuổi của nó Tốt cân hòa Thạch Thành trà Thanh Hóa tam lá ngày đỏ là đù đà màu đùm bỡ lá hoàng cam cam ghế tay pét bàn mơ hớ là bra bân sợp World Garage cam Vân Du giàu tam cân hòa Thạch Thành mà sổ mắt cờ tì kế bật nê cảnh rớt sân năm lại.